Nói rồi mà cứ cãi không à. Mua nhà nhỏ nhỏ, hai đứa đủ ở là được rồi. Mua chi cho lớn. Từ trên xuống dưới xung đột chẳng có nổi một cái furniture. Lạnh riết kiểu này chắc chết sớm. Tèo này không biết sáng sớm mà đi đâu không biết nữa. Tèo ơi, trời, cái ông Tèo khùng này, vợ đẹp như thế này mà không ngủ ra đi ngủ một mình đúng là cái đồ điên. Tèo ơi, dậy đi. Tèo ơi, ôi trời ơi, ngủ gì mà ngủ lắm thế? Dậy đi, dậy ăn cái gì để vợ nấu cho nè. Không ăn cái gì hết á. Ngủ kế bên cái lò sưởi mà cũng không hết lạnh. Tôi đã nói với em rồi, nhà thì phải có không khí gia đình. Nhà người ta vô thì thấy ấm cúng, còn nhà mình ngồi cứ mà run run không à. Làm gì mà sáng sớm kiếm chuyện rồi. Ai mà dám kiếm chuyện với ai kia. Công chúa Tuyết mấy máu lạnh nên không thấy lạnh. Còn người thường á, người ta sống phải có furniture. Còn công chúa Tuyết ngủ trong rừng quen rồi, thích trơ trụi. Bây giờ ông nói chuyện tôi gì á phải không? Furniture cái gì? Tụi mình á còn phải để dành tiền, còn nhiều thứ khác phải sắm sửa nữa kìa. Ông á lo bản thân ông không thôi à. Ừ, kệ tôi. Đồ đạc á thì phải đi đôi với căn nhà. Cứ như ông vậy mua bừa hay làm sao? Thôi từ từ mình cũng có để bằng chị bằng em với người ta. Phải nhà thằng Tèo không ba? Chắc tôi nghĩ vậy quá. Wow, nhà nó lớn thiệt có không? Bự ghê á. Phải rồi, để tôi ráng chờ bà. Còn bây giờ tôi chỉ lo cho số phận hẩm hiu của tôi thôi. Thôi đi, đứng dậy xuống miệng rửa mặt vợ thương. Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo giống như con nít vậy đó. Thắm ơi, chết rồi Thắm ơi. Gì vậy? Chết rồi Thắm ơi, chết rồi. Chuyện gì? Nói, stop, nói, chuyện gì? Bác Năm tới rồi kìa. Cái gì? Bây giờ tính sao đây? Đứng lại. Thì có chuyện gì đâu mà anh cứ ra ngoài mà mời bác Năm vô nhà mà chơi chứ. Em nói đơn giản quá ha. Nhà mình không có nổi một cái ghế để ngồi. Bác Năm ngồi đâu?
Nhưng Tèo lính quýnh vậy làm sao mà thấm tính đây? Hay là Tèo ra ngoài cản họ lại đi? Nhưng mà làm sao Tèo cản? Thì cứ ra đi, thấm ra liền. Ra đi. Dạ, con chào hai bác. Chẳng hay con sống nào đưa hai bác lại thăm nhà con thế. Thì hồi bữa ngoài chợ gặp thằng Say, nói nhà bay ở đây nè. Rồi bữa nay tiện đường thì sang thăm mày luôn. Ủa, rồi vợ mày đâu, thắm đâu? Tao có chút chuyện bàn với nó. Dạ, chờ con tí, con kêu vợ con ra liền. Thắm, xong chưa? Bắt năm đồ vô kìa. Thì Tèo cứ ra đi, thắm ra liền. Hai bác đợi tí, vợ con ra liền. Con mời hai bác an tọa. An tọa đâu mày? Mày định bắt tụi tao ngồi trên cỏ hả? Năm biết không, Tèo là người thích yêu thiên nhiên cây cỏ. Bởi vậy mình đứng ở đây vừa hít thở không khí trong lành, vừa ngắm cây cỏ, và còn ngâm thơ nữa chứ. Ôi, cuộc đời tươi đẹp làm sao. Ôi, bầu trời hôm nay trong xanh làm sao, làm lòng Tèo bỗng thấy nao nao. Chim bay trên trời, cá lội dưới ao, bụng đói cồn cào, lòng thấy nao nao. Tèo mày đừng bếp xếp, coi chừng bị lỡ mép. Làm gì mà chạy lăng xăng như là bị mất dép? Hay là mày có kép đang giấu trong nhà sợ bị cắt râu tép? Trời đẹp quá, phải không con? Sao mày lại đứng khép nép? Rung rung. Dạ, thắm xin hân hạnh chào hai bác. Bác. Không kịp là chết thao. Nhà đẹp thì không, nhưng mà tôi thấy nó làm sao sao. Sao là sao? Nhà trống trơn như nhà quan vậy đó. Nó đã đi còn úp úp mở mở gì nữa. Thì mình cũng phải tới nhà thôi để cô chú nó buồn. Ông bà xưa có câu: thương á thì cho roi cho vọt, còn ghét á thì cho ngọt cho bùi. Thì tôi biết là vợ chồng cô chú mới dùng chung với nhau một mâm cơm nên cũng khó khăn lắm. Giả lại thì chắc cô chú bỏ tiền bạc vô đây mua căn nhà nhiều lắm rồi. Vì vậy bữa nay tôi với ông Năm mới qua đây thăm cô chú, sẵn tiện xem coi cô chú có cần giúp đỡ gì không. Bà có bao nhiêu thì cho hai đứa nó mượn, chứ đợi hai đứa nó mở miệng là sao? Dạ. Nè, ở đây tụi tôi có một chút đỉnh tiền, thì thôi gửi cô chú, có gì mua một vài món furniture về mà xài. Nhà cửa thì đi đôi với furniture, mới cứ để nhà cửa trống trơn như vậy có sao được. Nè, cầm lấy nhanh đi, để không bà đổi ý bây giờ đó. Dạ, cảm ơn hai bác. Cảm ơn hai bác. Còn đứng méo máu đó làm gì. Thôi, mau mau còn không tranh thủ chạy ra tiệm furniture mua vài món về xài đi. Thôi, tụi tôi đi về đó. Dạ. Đi về không? Dạ, tụi con cảm ơn hai bác. Hai bác lái xe cẩn thận. Đã nói với thắm rồi, cứ nào cũng tỉ mỉ. Mắc như là gì vậy? Rồi có mua được gì đâu. Thì không mua được hôm nay thì mua ngày mai. Mai mai, lúc nào cũng mai mai á.
Jared có phòng trưng bày tầm cỡ trên 25.000 square feet với hàng chục ngàn mặt hàng nội thất danh tiếng, từ đồ điện tử, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, giường tủ, bàn ghế, nệm salon, đáp ứng mọi nhu cầu trang hoàng phù hợp thẩm mỹ văn hóa của người Việt Nam. Với thông điệp mang hạnh phúc đến mọi nhà, Jared phục vụ với tình đồng hương, chia sẻ lợi nhuận, nhận mối thâm tình, luôn bán với giá thấp hơn các tiệm khác. Nhân viên giao hàng chuyên nghiệp, chúng tôi có giao hàng trên khắp Hoa Kỳ. Jared có chương trình giảm giá đặc biệt, quý khách mua hai món hàng, món thứ hai được giảm 50%, không áp dụng cho hàng điện tử và điện lạnh. 281-495-3333 281-495-3333 Đi Red, đi Red. Cái gì đi Red? Thì cái tiệm bán furniture đó. Mà ở đâu? Hết rồi. Thì thôi, mình chờ cái quảng cáo kế. Anh lấy giấy đi, bút đi. Có kìa. Đọc lên số điện thoại coi. 281-495 với thông điệp mang hạnh phúc đến mọi nhà. 495 281-495-3333 Dạ chào anh chị, hôm nay em có giúp gì được cho anh chị không? Dạ cảm ơn, không dám làm phiền. Để vợ chồng em ngắm một vòng xem sao. Ok, cảm ơn anh chị nha, cho anh chị coi tự nhiên nha. Tiệm lịch sự và sang trọng quá anh. Còn đẹp hơn cả mấy tiệm Mỹ nữa. Đẹp quá anh. Đẹp quá Bèo ơi. Anh mua cái giường này nè. Wow. Bộ sofa này đẹp quá. Chắc Tèo phải mua bộ sofa này. Được đó Tèo. Đẹp quá. Chào anh, chào chị. Mình là Lãng, mình có thể giúp cho anh chị được cái gì không? Dạ không, không có gì, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Mình gì à? Mình gì à? Cái nữa trước khi về nhân anh.
chờ Tèo một chút, coi Tèo có cách nào khác không. Dạ xin lỗi anh, vợ chồng em mới mua nhà hết tiền rồi, nhưng mà em thích furniture ở đây quá, vừa đẹp vừa rẻ, không biết là anh có cách gì giúp tụi em không. Ồ, tưởng chuyện gì chứ, Tết sắp đến rồi, đồ đạc sale dữ lắm, với lại có chương trình trả góp không có tiền lời nữa, cứ lựa cho thoải mái đi. Thiệt hả anh? Thiệt. Thiệt hả anh? Thiệt mà. Dạ. Thẩm ơi, mình có phụ đi chờ ăn Tết rồi. Thiệt không anh? Thiệt. Thắm mua bộ giường này. Mình mua bộ bàn này. Tèo mua bộ sofa này. Được đó anh. Anh chị thích bộ sofa này hả? Bộ hàng này là mới mang về ở tiệm đó. Rất là đẹp. Thắm, phụ anh tay coi. Chứ Tiểu. Một, hai. Cắm mấy quả bên kia hả? Ôi da, ôi da. Cái nệm Temple Pitch này nặng quá. Nặng quá Tiểu ơi. Dạ ơi. Trời ơi, anh chị làm gì vậy? Trễ thì ngồi, giờ khiêng ra xe. Anh chị cứ về nhà, tiệm mình giao hàng tận nơi. Nhưng mà có tính tiền chuyên chở không vậy anh? Yên tâm, delivery free mà. Thiệt hả? Đã quá. Xin lỗi anh, tụi em vui quá à. Cũng giờ đi rep furniture mà vợ chồng em mới hạnh phúc được như vậy. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có sao đâu, không có sao đâu. Đầy rep mang hạnh phúc đến mọi nhà mà. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn em.